Cô xin chào tất cả các em. Cô rất vui vì được gặp lại các em trong giờ học trực tuyến ngày hôm nay. Hôm nay, cô sẽ kể cho các em nghe về một chú ếch có màu xanh. Người ta gọi chú là ếch xanh. Chú có một sở thích đặc biệt, đó là rất thích ăn kẹo. Ngay cả khi trong mơ, chú cũng luôn nghĩ về những viên kẹo ngọt ngào này. Thế các em hãy giúp cho chú ếch xanh này vượt qua các thử thách để lấy được những viên kẹo này nhé. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Thử thách đầu tiên, các em hãy vận dụng kiến thức đã học ở bài học trước để chọn đáp án đúng trong những câu hỏi sau đây nhé. Câu đầu tiên, 30 cộng 20 bằng mấy? A. 40 B. 50 C. 60 Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Đáp án của các em là gì? Chúng ta cùng xem đáp án là gì nhé. Đáp án chính xác đó là câu B, 50. Tuyệt vời, các em đã giúp ếch xanh tìm được viên kẹo đầu tiên. Câu hỏi tiếp theo, 60 cộng 30 bằng 80, đúng hay sai? A. Đúng. B. Sai. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Đã hết thời gian. Và đáp án đúng đó là B, sai. Wow, các em giỏi quá. Các bạn đã lấy được viên kẹo thứ hai rồi. Vậy 60 cộng 30 bằng bao nhiêu là đúng các em? Đúng rồi, 60 cộng 30 bằng 90 mới đúng, đúng không nào? Chúng ta cùng tiếp tục qua thử thách tiếp theo nhé. Câu tiếp theo, 50cm cộng 40cm bằng mấy? A. 90 B. 9cm C. 90cm Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Đã hết giờ. Chúng ta cùng kiểm tra đáp án nhé. Có phải bằng 90 không nào? À, không phải rồi. Và chắc chắn cũng không phải là 9cm đúng không các em? Mà đáp án chính xác đó là 90cm. Chúc mừng các em! Các em lưu ý nhé, khi thực hiện phép tính có kèm theo đơn vị thì kết quả cũng sẽ kèm theo đơn vị đi sau nhé. Vừa rồi, nhờ các em giúp đỡ mà Essan đã lấy được những viên kẹo ngọt đầu tiên. Để cảm ơn các em, Essan sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu bài học hôm nay. Đó là bài trừ các số tròn chục. Các em hãy quan sát và cho Essan biết Essan có mấy bó chục. Đúng rồi, Essan có 5 bó chục. Thế 5 bó chục là bao nhiêu nguyên tính vậy các em? À, 5 bó chục là 50 nguyên tính. Ta có số 50. Vậy, số 50 gồm mấy chục và mấy đơn vị? À, số 50 gồm 5 chục và 0 đơn vị. Nên ta sẽ viết số 5 ở cột chục và số 0 ở cột đơn vị. Tiếp theo, các em cùng quan sát xem Epson sẽ làm gì với 50 nguyên tính này nhé. Lấy và đem bỏ đi 2 bó que tính. Thế 2 bó que tính này là bao nhiêu que tính vậy các em? À, 2 bó que tính này là 20 que tính, hay gọi là 20 que tính. Ta có số 20. Vậy số 20 gồm 20 và 0 đơn vị.
vị, nên ta sẽ viết 2 ở cột trục và 0 ở cột đơn vị. Epson có 50 que tính, Epson lấy và bỏ đi 20 que tính. Hỏi Epson còn lại bao nhiêu que tính? Để biết được còn lại bao nhiêu que tính, ta sẽ thực hiện phép tính thì. Đúng rồi, để biết được còn lại bao nhiêu que tính, ta sẽ thực hiện phép trừ 50 trừ 20. Vậy vì sao ta lại thực hiện phép tính trừ? Vì ban đầu Epson có 50 que tính, sau đó Epson lấy và bỏ đi 20 que tính. Lấy đi là trừ đi, nên ta sẽ thực hiện phép tính trừ nha các em. Vậy các em hãy quan sát xem Epson còn lại bao nhiêu que tính. À, Epson còn lại 30 que tính, ta có số 30. Số 30 gồm 3 chục và 0 đơn vị, nên ta sẽ viết số 3 vào cột chục và số 0 vào cột đơn vị. Vậy ta được phép tính 50 trừ 20 bằng 30. Chúng ta cùng đặt tính phép tính 50 trừ 20 với Epson nhé các em. Đầu tiên ta viết số 50. Sau đó ta viết số 20 dưới số 50, sao cho chữ số hàng đơn vị thẳng cột với chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng chục thẳng cột với chữ số hàng chục. Rồi viết dấu trừ giữa hai số. Sau đó dùng thước và bút chì kẻ vạch ngang. Ta thực hiện tính từ phải sang trái. 0 trừ 0 bằng 0, viết 0. 5 trừ 2 bằng 3, viết 3. Vậy 50 trừ 20 bằng 30. Các em nhớ chưa nào? Tiếp theo, các em hãy hoàn thành bài tập sau để giúp Epson lấy được viên kẹo kia nhé. Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì vậy các em? À, bài tập yêu cầu chúng ta tính nhẩm. Vậy các em hãy quan sát và nhận xét giúp cô các phép tính này có gì đặc biệt không nhé. Các phép tính này đều là phép tính trừ với các số tròn chục, đúng chưa nào? Vậy chúng ta sẽ tính nhẩm theo chục để tìm ra kết quả của phép tính. Ví dụ cô có 50 trừ 30. Các em cho cô biết 50 còn gọi là mấy chục? À, 50 còn gọi là 50. Tương tự như thế, 30 còn gọi là mấy chục? Đúng rồi, 30 còn gọi là 30. Nên ta có 50 trừ 30 sẽ bằng 50 trừ 30. Tương tự như bài cộng các số tròn chục, ta sẽ nhẩm 50 trừ 30, lấy 5 trừ 3 bằng 2 chục, ta giữ nguyên. Mà 2 chục là 20, nên ta sẽ có 50 trừ 30 bằng 20. Các em đã rõ chưa nào? Tương tự như thế, các em hãy mở sách giáo khoa trang 131 ra và hoàn thành các phép tính này vào sách nhé. Các em hãy bấm dừng video để thực hiện. Sau khi xong, chúng ta sẽ bấm tiếp tục để kiểm tra kết quả với Epson nhé. Các em đã hoàn thành bài tập xong chưa nào? Chúng ta cùng kiểm tra kết quả với Epson nhé. 40 trừ 30 bằng 10. 70 trừ 20 bằng 50. 90 trừ 10 bằng 80. 80 trừ 40 bằng 40. 90 trừ 60 bằng 30. 50 trừ 50 bằng 0. Các em có kết quả đúng giống như Epson không nào? Xin chúc mừng các em. Vậy là các em đã giúp cho Epson lấy được một viên kẹo nữa rồi. Thật là tuyệt vời. Tiếp theo, chúng ta sẽ giúp Epson
năng vượt qua thử thách cuối cùng bằng cách hoàn thành bài tập sau đây nhé. Các em cùng đọc đề với cô nào. Anh có 30 cái kẹo, chị cho anh thêm 10 cái nữa. Hỏi anh có tất cả bao nhiêu cái kẹo? Bây giờ chúng ta sẽ cùng tóm tắt bài toán này nhé. Thế bài toán cho chúng ta biết gì vậy các em? À, bài toán cho ta biết anh có 30 cái kẹo. Cô sẽ ghi như sau. Có 2.30 cái kẹo. Vậy bài toán còn cho chúng ta biết gì nữa vậy các em? À, bài toán cho chúng ta biết thêm chị cho anh thêm 10 cái nữa. Vậy cô sẽ ghi tóm tắt là thêm 2.10 cái kẹo. Thế bài toán hỏi chúng ta điều gì? À, bài toán hỏi anh có tất cả bao nhiêu cái kẹo. Cô sẽ ghi tóm tắt là có tất cả 2.3 cái kẹo chấm hỏi. Muốn biết anh có tất cả bao nhiêu cái kẹo, ta sẽ thực hiện phép tính gì vậy các em? À, cô chắc là các em đều có câu trả lời của mình. Bây giờ các em hãy hoàn thành bài giải vào tập, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau sửa bài nhé. Các em hãy bấm dừng video để hoàn thành bài tập, sau đó bấm tiếp tục để cùng sửa bài nhé. Các em đã hoàn thành bài giải xong chưa nào? Chúng ta cùng nhau sửa bài nhé. Các em nhắc lại giúp cô bài toán hỏi gì nào? Bài toán hỏi anh có tất cả bao nhiêu cái kẹo? Dựa vào câu hỏi trên, cô có lời giải như sau. Anh có tất cả số cái kẹo là 2 chấm. Thế các bạn nào có lời giải khác không nào? Ta có thể bỏ đi từ số cái kẹo và đặt lời giải là anh có tất cả là 2 chấm. Các bạn nào có lời giải khác không các em? À, ta có thể đưa từ số cái kẹo lên đầu câu và đặt lời giải là số cái kẹo anh có tất cả là 2 chấm. Vậy phép tính là gì vậy các em? Phép tính là 30 cộng 10, đúng không nào? Thế vì sao các em lại chọn phép tính cộng? À, ban đầu anh có 30 cái kẹo, chị cho anh thêm 10 cái nữa. Cho thêm là cộng thêm, nên ta sẽ thực hiện tính cộng nha các em. Vậy 30 cộng 10 bằng 40. Và đơn vị của bài toán này là gì? Đằng sau từ bao nhiêu là từ cái kẹo, nên đơn vị của bài toán sẽ là cái kẹo. Cuối cùng ta viết đáp số 40 cái kẹo. Các em có hoàn thành đúng bài giải này không nào? Bạn nào làm sai, ta nhớ sửa lại bài, chú ý lỗi đã sai và cố gắng hơn ở lần sau nhé. Xin chúc mừng các em đã giúp cho Ít Xanh vượt qua thử thách này. Ta cùng chờ xem Ít Xanh có nhận được kẹo không nhé. Wow, các em đã giúp cho Ít Xanh lấy được rất là nhiều kẹo. Và Ít Xanh cũng gửi lời cảm ơn đến các em. Và tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các em nhớ rèn luyện thêm cách tính nhẩm cộng trừ các số tròn trục thông qua các bài tập thêm nhé. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở các tiết học sau.